Anh em lưu ý, bản ký tin này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Bảo vệ đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh đè và bản tất cả các loại tiếng Trung di cư mới nhất trong năm tháng. Xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và nhấn tiện đăng ký kênh, đăng bản, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc của tiếng Trung này mà không bị tiền nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708 252 799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng Trung này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Bảo vệ đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh đè và bản tất cả các loại tiếng Trung di cư mới nhất trong năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay